Chiều nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2023. Đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Trong quý 3, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, triển khai thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch và thực hiện tốt các chính sách cán bộ theo quy định, tích cực chủ động tham mưu chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên mới đạt trên 97% kế hoạch năm, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình quy định. Nhiệm vụ trọng tâm quý tư, ngành tổ chức xây dựng đảng tiếp tục tham mưu lãnh đạo chỉ đạo triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh, công tác luân chuyển cán bộ, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tô Văn Từ khẳng định, trong quý 3, mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong ngành đã trách nhiệm tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4, đòi hỏi toàn ngành phải tập trung cao, nỗ lực lớn. Trong đó, tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023. Tham mưu ban hành bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tiếp tục tham mưu hướng dẫn việc sắp xếp bố trí cán bộ, đảm bảo đúng quy trình quy định. Tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2023, tham mưu chỉ đạo thành lập chi bộ quân sự xã phường thị trấn theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.